Các bạn thân mến, và qua buổi họp của chúng ta thì một số các bạn cũng yêu cầu cô Lan làm một cái video riêng này để cho các bạn theo đó các bạn thực hành khi nào các bạn cần. Các bạn nhớ trong quyển sách mà cô Lan đã tặng cho các bạn cộng đồng, quyển sách mà YYY 5.0 đó, bạn nào vẫn chưa in sách ra được thì các bạn hãy nhìn vào cái link này, nhấn cái link này hoặc là ở dưới phần miêu tả của video này nhấn vào thì các bạn đi vào các bạn sẽ được in ra cái quyển workbook này. Thì trong đây là trang số 3, là cô Lan muốn các bạn với cái công thức mà 3R đúng không ạ? Của năm mới là mình reflect, recover và renew. Chúng ta nhìn lại, chúng ta hồi phục và chúng ta bắt đầu kiến tạo lại một cái cuộc sống mới, một đời cuộc đời mới cho mình. Thì một trong những cái kỹ thuật mà cô Lan sẽ chia sẻ với các bạn về tâm lý rất là tuyệt vời. Thì ở đây các bạn làm như thế nào để các bạn dễ loại bỏ? Bởi vì tất cả chúng ta năm qua hoặc trong quá khứ sẽ có những cái điều mình chưa hãnh diện về mình. Mình bực mình về mình. Mình bị vấp ngã, mình gặp khó khăn, mình làm sai, mình làm chưa đúng với bản thân mình, với người chung quanh. Và trong năm qua bạn gặp những cái điều gì? Những cái yếu tố gì gây cho bạn áp lực, gây cho bạn mệt mỏi, làm cho cuộc sống của bạn nó bị tắc nghẽn? Về cả con người, về ý tưởng, về cảm xúc, bất cứ điều gì các bạn có thể liệt kê ra ở trang số 3 đúng không ạ? Và bây giờ với áp dụng kết hợp với bài tập này thì nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều để các bạn đi vào và các bạn nhìn lại xong rồi các bạn bước qua cái giai đoạn hồi phục, recover. Mình nhìn lại, reflect và bây giờ mình sẽ hồi phục. Ok. Và các bạn vừa mới học ở cái video trước của cô Lan. Bạn nào chưa biết cái video trước thì các bạn xem ở dưới phần miêu tả, cô sẽ để lại cái video trước. Mình đã học cái cách mà mình đi vào bên trong rồi và mình kết hợp với bài học này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Các bạn tiếp tục là các bạn có thể nhắm mắt lại và chết cái đầu mình lên khoảng 20 độ. Cái mắt của mình chết lên khoảng 20 độ để mình đi vào được sóng não của Alpha. Và bạn hãy tưởng tượng trước mặt của bạn là một dòng sông. Nếu các bạn không tưởng tượng được thì các bạn nhìn cái video này nè, cô Lan đang để dòng sông đây. Một dòng sông lượn lờ rất là bình yên và có những chiếc lá đang trôi ở trên dòng sông đó. Bạn hãy nghĩ đến những cái thách thức, những khó khăn, những điều gì mình chưa hãnh diện về mặt cảm xúc, tài chánh, về con người, những ai làm cho mình mệt mỏi, vân vân và vân vân. Hoặc những điều chính mình đã làm sai, làm chưa tốt. Những thách thức đó, những cái gì nó nghẽn bạn, nó làm nghẹt bạn, nó ngưng bạn không thành công, không hạnh phúc. Hãy nghĩ đến những cái điều đó thật là cụ thể. Và tưởng tượng trước mặt sông của bạn, trước mặt dòng sông, có những chiếc lá, rất nhiều chiếc lá đang trôi lượn lờ. Và các bạn nghe kỹ đây. Mỗi cái suy nghĩ đó, mỗi cái ý tưởng mà nó làm cho bạn nghẽn lại, nó không vui, nó làm cho bạn bực bội, nó làm cho bạn bị thách thức, nó làm cho bạn nghẽn lại trong thời gian qua, bạn hãy để mỗi cái tư tưởng đó, mỗi cái suy nghĩ tiêu cực đó trên mỗi cái chiếc lá đó. Ví dụ như chiếc lá thứ nhất, tôi để là tôi đã vô tình nói một câu gì đó làm cho vợ tôi buồn quá, bỏ đi, bỏ nhà ra đi. Mình để cái câu đó, hay mình nói với mình, sao mình là cái kẻ thất bại. Không được có tư tưởng đó, cô Lan đã dạy các bạn ở những video trước rồi. Cô Lan nói rằng cái tư tưởng đó là không có tích cực, nó không giúp cho mình. Cho nên mình bỏ cái tư tưởng đó lên cái chiếc lá thứ hai. Và có nhiều bạn sẽ thấy rằng là mình có vài chiếc lá. Có nhiều bạn nói trời ơi sao bỏ hoài không hết, rất nhiều chiếc lá tùy các bạn. Mà giúp cho cô Lan bỏ đâu đó khoảng 10 chiếc lá. Mỗi chiếc lá mình đặt lên nó một cái tư tưởng, một cái ý nghĩ, một cái chuyện gì đó làm cho mình khó khăn, không vui trong thời gian qua, trong năm qua. Và hãy để cho những chiếc lá đó dần dần trôi theo dòng sông. Và nếu như mình bỏ lên chiếc lá đó rồi mà cái tư tưởng nó lại gợi về, ví dụ cô nói không phải, một số các bạn vừa mới chia tay một người nào đó đi,
mình buồn lắm, nó còn rác lắm, nỗi đau nó vẫn còn rất là rác đúng không mọi người? Hay mình mới mất một cái số tiền đầu tư rất lớn đi, còn rất rác, nó lại hiện về, mình lại tiếp tục mình bỏ nó lên lại một cái chiếc lá thứ hai và cho nó trôi đi theo dòng sông. Thở bụng, thở sâu, thư giãn. Và bạn cứ thế bạn làm đâu đó ít nhất 10 chiếc lá, còn ai muốn làm nhiều hơn thì tùy ý bạn. Thư giãn, thở sâu, thở sâu. Và bạn tưởng tượng bạn đang ngồi ở trên cái bên vìa của dòng sông. Bạn đang ngồi trên cái bờ sông và bạn nhìn xuống dòng sông đó. Và bạn nhìn xuống dòng sông đó và bạn thấy những cái chiếc lá đó. Mỗi chiếc lá đó bạn đặt để một tư tưởng, một hành vi, một lời nói chưa tích cực mà tiêu cực, bi quan, thách thức, nó làm cho mình mệt mỏi, nó ngăn cản mình sống tốt, sống hạnh phúc, sống giàu có. Bạn nhìn nó bắt đầu trôi đi theo dòng nước và từ từ biến mất. Từ từ biến mất, từng chiếc một, từng chiếc lá một. Thở sâu, thở sâu, thư giãn. Và tất cả đã biến mất, trôi theo dòng sông. Và bây giờ bạn sẽ tập trung vào những điều quan trọng nhất, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình. Mình muốn điều gì sắp tới, thời gian tới? Bạn muốn kiến tạo điều gì? Bạn khát khao điều gì cho năm mới này, về mặt sức khỏe, về tài chánh, về công việc, về mối quan hệ? Tất cả điều gì? Điều gì tạo động lực cho bạn? Sức mạnh của bạn là gì? Điều gì đem đến cái ý nghĩa, hạnh phúc cho cuộc đời của mình? Hãy nghĩ những điều đó. Và bạn có thể lặp lại cái bài tập mà cô Lan đã dạy bạn kỳ trước. Đó là cái bài tập dùng kỹ thuật visualize, tức là mình hình tượng. Mình tưởng tượng trước mặt của mình những cái điều rất sống động, 3 chiều, 4 chiều mà bạn khát khao mong muốn. Bạn có thể kết hợp với bài tập này khi bạn ngồi bên dòng sông, khi mà tất cả những điều gì tiêu cực, bi quan, nó đã trôi đi và biến mất. Bạn có thể kết hợp cả hai. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn hãy nhớ là bạn hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình. Một cuộc đời thật là tuyệt vời. Mình hoàn toàn có thể điều khiển, kiến tạo và làm chủ cuộc đời của mình, thành công của mình, hạnh phúc của mình. Và bây giờ bạn mở mắt ra và bạn hãy đếm 1, 2, 3, 4, 5. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi quay lại với thế giới thực tại, tôi cảm thấy khỏe hơn, hạnh phúc hơn, tỉnh táo hơn về mặt tình cảm, tâm hồn, tài chánh và nhận thức. Và tôi cảm thấy khỏe khoắn và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn đã cùng cô Lan thực tập một kỹ thuật này. Tôi tạm đặt tên cho nó là kỹ thuật dòng sông và chiếc lá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn thực tập như thế nào, các bạn hãy viết dưới cái comment ở YouTube này để các bạn được cho cô Lan, tạo động lực cho cô Lan tiếp tục chia sẻ với các bạn. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì là các bạn sẽ được phần mềm cho các bạn vào đây và cho các bạn điểm thưởng, và chúng ta sẽ có ngày chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng vào thứ hai này. Các bạn, bài tập cho các bạn là hãy viết dưới comment: bạn đã để theo, trôi theo dòng nước những điều gì mà ngăn chặn bạn trong thời gian qua? Những bạn đã để cho nó trôi theo dòng nước, biến theo dòng nước, đặt trên những chiếc lá đó những điều gì bi quan tiêu cực đã ngăn cản bạn hạnh phúc và thành công trong năm qua, trong thời gian qua? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và đừng quên chia sẻ trí tuệ này để trí tuệ lại được lan tỏa đến nhiều người Việt Nam hơn nữa. Xin chào.